Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố huấn luyện viên Kim Sang-sik là tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Tương tự như các huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trước đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ mang theo các trợ lý đồng hương sang Việt Nam làm việc. Theo đó, cái tên đầu tiên là ông Choi Won-kwon. Ở tuổi 42, ông Choi Won-kwon có sự nghiệp thi đấu gói gọn trong nước, đồng thời mới huấn luyện từ cuối năm 2022 khi dẫn dắt câu lạc bộ Daegu. Nhà cầm quân sinh năm 1981 cũng vừa xác nhận đã chia tay câu lạc bộ Daegu ở giải K-League One do thành tích sa sút từ đầu mùa giải 2024. Ông Choi Won-kwon sau một thời gian nghỉ ngơi đã quyết định hợp tác cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik đến Việt Nam làm việc trong một thử thách mới của sự nghiệp. Như huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông Choi Won-kwon cũng từng là cựu tuyển thủ Hàn Quốc. Nhưng nếu như ông Kim có nhiều năm gắn bó hơn, khi ra sân tổng cộng 59 trận thì giai đoạn được thi đấu quốc tế của ông Choi Won-kwon rất ngắn ngủi. Tổng cộng ông chỉ ra sân 4 trận cho đội tuyển Hàn Quốc. Trong những ngày tới, các thành viên của ekip hỗ trợ tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt lộ diện với tổng cộng 12 người, gồm các chức danh trợ lý huấn luyện viên thể lực, chuyên gia y tế vật lý trị liệu, hậu cần, trợ lý ngôn ngữ, chuyên viên phân tích. Trong đó, VFF đồng ý để huấn luyện viên trưởng toàn quyền chọn từ 1 đến 2 trợ lý ngoại sắm vai phó tướng. Các trợ lý người Việt sẽ do VFF quyết định trên cơ sở thảo luận với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không loại trừ khả năng, những cựu danh thủ mới bước chân vào nghề huấn luyện như Thạch Bảo Khanh, Phạm Thành Lương sẽ lên đội tuyển để giúp sức cho ông Kim Sang-sik. Về phía trợ lý mà người Hàn Quốc thì sẽ có một trợ lý. Có một trợ lý người Hàn Quốc, rồi một huấn luyện viên thể lực người Hàn Quốc và một cán bộ quản lý cũng người Hàn Quốc. Như vậy người Hàn Quốc trong đội tuyển sẽ là 4, kể cả huấn luyện viên trưởng. Tổng số cán bộ mà sắp tới trong đội tuyển quốc gia và U23 khoảng 13 người. Trong đó là có 9 người Việt Nam, gồm có bác sĩ và các trợ lý. Đấy, rồi cán bộ kỹ thuật, cán bộ về lo về vấn đề trang thiết bị cho đội tuyển, vân vân, thì tổng số là khoảng 13 người, nhưng mà trong đó có 4 người Hàn Quốc. Vai trò của các trợ lý rất quan trọng. Lấy ví dụ trong giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo thành công ở đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee Yong-jin góp công rất lớn với những tư vấn về chuyên môn, giáo án tập luyện lẫn nghiên cứu đối thủ. Bên cạnh ông Lee Yong-jin, ông Park còn có những trợ lý với chuyên môn tốt như Park Sung-gun, Vũ Hồng Việt hay trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Nhờ đội ngũ ban huấn luyện tài giỏi và hoàn chỉnh, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quản lý và xây dựng đội tuyển Việt Nam ổn định trong 5 năm nắm quyền. Ông Park thường lên kế hoạch tỉ mỉ, giao từng đầu việc cụ thể để các trợ lý quán xuyến. Nguồn máy hoạt động nhịp nhàng của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thời ông Park là hình mẫu để huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng ekip của mình. Do nắm quyền ở cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik cần đội ngũ trợ lý hùng hậu. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo, dù quản lý rất tốt hai đội tuyển, nhưng giai đoạn cuối cùng cũng chỉ nắm một đội, còn U23 giao cho ông Gomo Kyun. Áp lực dẫn dắt hai đội tuyển cùng gánh nặng thành tích sẽ là sức ép lớn đặt lên vai ông Kim Sang-sik. Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần sự hỗ trợ tối đa từ VFF cùng các nhà chuyên môn. Đặc biệt khi từ nay, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ không còn được tập trung dài hạn nào, mà quỹ thời gian cần được ưu ái hơn cho V-League để gốc rễ nền bóng đá được bền vững.